Vâng, xin chào tất cả quý khách. Chào mừng quý khách quay trở lại kênh Nam Xe Đạp Hà Nội. Hôm nay em Nam về thêm được 4 chiếc xe đạp hàng bãi Nhật bản sách tay cao cấp. Có 3 chiếc tay ngang Tú Linh và một chiếc xe tay cong cổ điển của Nhật. Và vài phụ kiện linh tinh. Cũng nhiều khách quan tâm về vấn đề này. Đó là cái gì? Đó là cái bơm này. Nhiều bác cứ bảo đặt cho ta cái bơm từ Nhật về. Em đặt thử cho khách một cái. Bơm Palanker lén lên được khoảng độ hơn 10 cân. Đặc trị xe đạp này rồi. Chiếc bơm này rất là nhẹ. Rồi là một bộ đèn chưa sử dụng. Hướng dẫn nó này. Dây lối này. Cái này là máy ơ phát điện cho cái đèn. Các về độ cặp bánh trước của nó thành đèn phát điện thì tuyệt vời. Bộ này chưa dùng nhá. Ti này. Ti chưa dùng. Đèn của nó cả S của Nhật này. Chưa dùng. Một bộ chưa dùng, mới nguyên hộp. Rồi ba chiếc xe, đầu tiên chiếc xe tay cong mà thương hiệu cũng rất là lạ. Flizzard, tên rất là khó hiểu. Flizzard, dòng khung thép. Đây, nó cứ chảy một tí ra vận chuyển này, đó, bánh chục bộ tì vào nhau. Ok, không sao, vấn đề rất nhỏ. Khung thép ra co nhé, có cái bơm rất dài. Bơm rất. Con này đồ là 105. Đủ đĩa 105. Máy ơ 105. Lên 105 quý khách nhé. Được 105. Rồi chiếc xe Tú Linh biên di Cielo màu xanh size 41. Con này có cái tu đằng trước này. Phanh đĩa. Bánh của nó đây. Ra chạy phanh đĩa Shimano, xe còn rất là mới. Tiếp theo là chiếc xe tiếp tục BNC màu trắng, BNC Camelon. Camelon đây. Vành con này vành cao. Camelon. Xe còn nguyên bụi Nhật, rất là mới. Tiếng lại cách đây là hàng bãi nhé, sách tay. Phanh Shimano. Nghe phanh Shimano này. Phanh nó đây. Phanh dầu rồi sao ấy. Chưa nhìn kỹ nữa chú khách nhé. Phanh đĩa dầu thì phải. Còn kia là phanh đĩa cơ. Rồi tiếp theo một chiếc xe lửa. Một cái dòng Tú Linh tay ngang, cũng là dòng size nhỏ. Con này là khoảng độ size S đấy. Con này là con Best Slide màu tím, dây âm. Bánh trước của nó đây. Xe bên Nhật đi rất là ít. Rất là mới. Em sẽ lên từng con một cho quý khách cùng tham khảo. Bác nào có nhu cầu sở hữu chiếc xe sách tay Nhật cao cấp thì chuẩn bị sẵn sàng cho em nhé. Em sẽ lên hình từng con cho khách cùng tham khảo. Vâng, xin cảm ơn.